Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Trong giờ cầu nguyện riêng tư lúc sáng sớm, Chúa cho tôi nhìn thấy thiên sứ chiến trận của hội thánh nhà muôn dân. Đẹp lắm anh chị em, cao lớn vô cùng. Nếu mà thiên sứ đã đứng đây thì chắc cái trần nhà này chỉ đến ngang ngực của đấng đó thôi. Tóc màu bạch kim, áo màu bạc, tròn lên một cái áo tròn màu xanh da trời, và tay cầm một thanh gươm sáng lòa. Tôi hỏi Chúa: Chúa ơi, đây là ai? Và có một tư tưởng đến ở trong tâm trí của tôi: đây là thiên sứ chiến trận, thiên sứ trưởng chiến trận của hội thánh nhà muôn dân. Wow! Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ vẽ cái đó ra cho anh chị em thấy. Wow, nó in luôn trong tâm trí này, không quên được. Đẹp lắm anh chị em, rất đẹp luôn. Mà không phải đẹp đâu, mà còn rất là uy quyền và hùng dũng nữa. Tôi nghĩ rằng Satan sợ phát khiếp rồi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên những điều trong thế giới linh là rất thật, thưa anh chị em, rất thật. Khi chúng ta đam mê tìm kiếm, Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta những điều diệu kỳ mà mắt thường chúng ta không bao giờ biết và hiểu được đâu. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, ngồi cái thế giới mà mắt mình thấy, tay mình rờ, tay mình nghe đây, nó có một thế giới thuộc linh rất thật. Và những cái gì mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, nó chỉ là ảnh thôi, ảo ảnh hay là bóng thôi của cái thế giới thật mà chúng ta được định đến đó. Anh em nhìn xuống cái hồ đúng không? Một cái đêm trăng đẹp vậy, anh em nhìn xuống dưới mặt cái hồ, anh em thấy cái gì dưới hồ? Mặt trăng ở dưới đúng không? Anh em thấy mặt trăng ở dưới. Nhưng mà thật sự đó có phải mặt trăng thật không? Mặt trăng thật ở trên cao vậy. Cho nên thế giới mà chúng ta rờ mó đây, nhìn được đây, thật ra là ảnh tượng, hình bóng của những gì thật sự ở đằng sau. Thật sự ở đằng sau. Bởi vậy cho nên có một câu kinh thánh rất là hay ở trong Hebrew chương 11 đó anh chị em. Câu 3 nói như này: bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Anh em thấy không ạ? Những vật bày ra đó, nhà cửa, sông hồ, đồi núi, con người, thú vật, tất cả những gì mình thấy nè, không phải ra từ thế giới thấy được, nhưng nó ra từ thế giới không thấy được. Tôi chia sẻ những điều đó để cho mỗi một chúng ta hôm nay được đánh thức bên trong, để biết rằng anh chị em ơi, mình phải hướng tấm lòng mình đến cõi đời đời. Amen. Kinh Thánh chép rằng nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, đừng tìm sự ở dưới đất. Vì sao? Vì sự dưới đất là tạm bợ, ngắn hạn, ít giá trị, nhưng sự ở trên trời thì đời đời, khôn cùng và vô cùng có giá trị. Trong sách Corinto nhất, Corinto nhì chương 5 đó, nó có một cái câu kinh thánh rất là hay. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe để khích lệ anh chị em. Chương 5 nha. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát, chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Và câu số 6: vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi
Matthew. Anh em thấy không ạ? Những câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng có một thế giới mà năm giác quan con người này, mắt, tai, rờ, chạm, cảm xúc, khứu giác, không thể nào tiếp cận được. Vậy thì làm thế nào để tiếp cận anh chị em? Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng. Chúa Giêsu nói là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Cho nên người ở thế gian này đó, người ta hoàn toàn mất ý thức về một thế giới vô hình, một thế giới tâm linh, một thế giới thuộc linh đằng sau cái cuộc đời tạm bợ này. Nhưng anh em chúng ta là những người đã được tái sanh. Nếu quả thật anh chị em được tái sanh thì anh chị em có khả năng để nhìn thấy thế giới thuộc linh, có khả năng để nhìn thấy theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen luôn, nhìn thấy bằng mắt luôn thế giới tâm linh, thấy được, nghe được, rờ chạm được, ngửi được, nếm được. Vấn đề là chúng ta có để ý để kích hoạt những giác quan thuộc linh trong con người mới của mình hay không. Anh em đã được tái sanh và có một con người thuộc linh bên trong thân xác này, một con người mới được Chúa Thánh Linh tạo ra, và bây giờ Đức Chúa Trời muốn anh chị em phải kích hoạt những giác quan thuộc linh đó để cho nó thấy được, nghe được, rờ được, ngửi được. Chứ mình đừng có sống bởi cái giác quan hữu hình này nữa anh chị em. Anh chị em biết không, con người ta sinh ra đã bị lập trình sẵn rồi để chỉ sống với những giác quan tự nhiên. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mình quen rồi, cái gì tôi thấy thì tôi mới biết là nó có, cái gì tôi nghe bằng lỗ tai thì tôi mới biết là nó có, cái gì tôi rờ được bằng tay thì tôi biết là nó có, còn cái gì tôi không thấy, không nghe, không rờ được không tồn tại. Nhưng thật sự giác quan của mình là ảo ảnh thôi, giác quan của mình không có thật bằng cái giác quan thuộc linh. Cho nên anh chị em ơi, hãy rèn luyện giác quan thuộc linh, hãy rèn luyện mắt anh em, hãy rèn luyện tay anh em, hãy rèn luyện khứu giác anh em, hãy rèn luyện những cái ngũ quan trong con người bề trong, để cho anh em gì ạ, rờ chạm, nhìn thấy, nghe thấy được trong thế giới thuộc linh. Anh em sẽ thấy nó lý thú vô cùng, hấp dẫn vô cùng. Anh em sẽ thấy con người của mình an ninh vô cùng, tự tin vô cùng khi anh em được mở mắt để nhìn thấy điều đó. Vừa rồi, trong tuần vừa rồi, cả nhóm có cầu nguyện giải cứu cho một ca đó, không phải chủ nhật đâu, ngày khác. Sau khi trong danh Giêsu mày linh ô uế mày đi, anh em biết gì không? Cả cái phòng đó như nhà máy bia Tiger vậy đó. Ôi ôi, mà không phải ai cũng ngửi được, có 3 người ngửi được thôi, còn 7 người còn lại không ngửi được. Tại sao vậy? Tại vì chỉ 3 người đó khứu giác thuộc linh mở ra. Giống như nãy cô Cúc cô làm chứng, lúc mà anh em cầu nguyện trên đồi á, khi tôi truyền lệnh hỡi tà linh thờ lạy thần tượng rời đi, anh em biết gì không? Cả cái đồi nó như cái chùa, mùi nhang ở đâu mà nó bay đầy, ô khủng hoảng luôn. Tại sao mình ngửi được những điều đó? Làm gì có ai đốt nhang ở đây? Nhưng mà khi cái khứu giác thuộc linh mình mở ra, mình sẽ ngửi được những cái mùi trong thế giới thuộc linh. Khi con quỷ ô uế nó xuất ra, anh em sẽ thấy nó hôi thối vô cùng. Nhưng mà người khác là bình thường. Anh em biết là tại sao không? Nhà tôi nó ngày xưa nó ở gần cái bô rác quận 12 đó. Mới đầu đến thúi ghê lắm. Sống năm là thấy bình thường. Quen rồi. Quen mũi bình thường. Quen.
Cho nên chúng ta được sinh ra sống trong thế giới đầy ô uế tối tăm này, nhưng mà chúng ta không cảm nhận được, vì sao nhé? Quen rồi, quen mũi á. Giờ thêm con chó chết nó cũng bình thường. Phạm tội quen rồi, sống trong ô uế quen rồi. Cho nên người ta nói bình thường mà. Nhưng mà khi anh em trở lại với Chúa, nó chẳng bình thường chút nào. Khi anh em ở trong sự thánh sạch của Chúa, anh em thấy nó không bình thường chút nào. Ngày xưa nói tục chữ bậy bình thường mà, rượu bia uống không học bình thường mà, đàn ông mà không dày thì giống như cờ rủ, bình thường hết. Nhưng mà khi trở lại với Chúa rồi, anh em sẽ thấy những cái đó nó làm sao? Ô uế dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Anh em ơi, chỉ khi nào mắt thuộc linh mình mở ra, tai thuộc linh mình mở ra, khứu giác thuộc linh mình mở ra, những rời chạm của mình mở ra, thì mình mới thấy được thế giới tâm linh nó thánh sạch, nó đẹp đẽ đến giường nào. Còn thế giới này dơ giấy bẩn thỉu, u ám hôi ham đến giường nào. Rồi anh em sẽ không còn thích cái thế gian này nữa. Có người nói, ôi sao ông này ông tu à, chẳng tu tí nào đâu, có điều là không thích nữa, nó gớm quá, dơ quá, bẩn thỉu quá, hôi hám quá. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, hãy rèn luyện giác quan thuộc linh của mình. Và nguyên tắc của sự rèn luyện giác quan thuộc linh của mình, nó đi từ ba bước. Đầu tiên là anh em phải khát khao. Nếu chúng ta hôm nay không khao khát thế giới thuộc linh thì không gì xảy ra đó. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất nói rằng anh em sao ạ? Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương và hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Đúng không anh chị? Nôn nã tìm kiếm tình yêu và ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Nôn nã là gì ạ? Tôi giải thích một chút của cái câu Kinh Thánh này để cho khích lại anh chị em, để đời sống tâm linh anh chị em được tăng lên. Không ạ? Nôn nã có nghĩa là tìm kiếm cơ hội để sống và bày tỏ, là nôn nã. Tôi tìm kiếm cơ hội để tôi sống trong tình yêu và tôi bày tỏ tình yêu thương, đó là nôn nã. Tôi đi đâu, tôi nhìn người nào có nhu cầu gì thì tôi cũng cố gắng làm cái gì đó để bày tỏ tình yêu cho người khác. Nôn nã. Nhìn ra xung quanh đúng không ạ? Nhìn ra xung quanh, nhìn trong gia đình, nhìn chỗ nọ chỗ kia. Nếu tôi thấy trong khả năng tôi có thể bày tỏ được tình yêu của Chúa, tôi bày tỏ ra. Đó là nôn nã tìm kiếm, và đó phải là lối sống của chúng ta. Nhưng vế thứ hai của câu Kinh Thánh này là gì anh chị em? Hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Khi chúng ta nói đến từ ước ao đó, thì chúng ta nói đến đam mê, khao khát đến cháy bỏng từ bên trong. Đúng không anh chị em? Đam mê khao khát đến cháy bỏng từ bên trong những sự ban cho thiêng liêng. Tức là khao khát đến cháy bỏng cái sự hiểu biết, nhận biết thế giới thuộc linh. Anh em có bao giờ thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con khao khát để nhận biết thế giới của Ngài hơn tất cả mọi điều trên đời này không? Anh em có bao giờ cầu nguyện thế chưa? Có. Nếu ai chưa thì chiều nay về cầu nguyện đi. Hả? Khi mình đến với Chúa, mình sẽ nói, Chúa ơi, con khao khát để nhìn biết thế giới của Ngài hơn tất cả mọi điều trên đất. Và anh em ơi, không phải nói một lần, không phải nói hai lần, không phải nói ba lần, mà nói sao ạ? Cả đời luôn. Anh chị em có bao giờ theo đuổi người yêu chưa? Có ai đây đang theo đuổi người yêu? Có ai đang theo đuổi người yêu không? Ăn cũng nhớ người yêu, ngủ cũng nhớ người yêu, để điện thoại trên bàn thì chờ người yêu nhắn tin gọi điện có phải? Tôi nói là dính chóc vì tôi đã từng như vậy mà. Lúc nào cũng nghĩ về, lúc nào cũng đam mê, lúc nào cũng theo đuổi. Anh chị em ơi, bây giờ anh chị em hãy biến cái điều đó trở thành đeo đuổi đam mê Chúa Giêsu của chúng ta. Tôi nói rằng anh chị em sẽ bắt đầu đi từ thú vị này đến thú vị khác, đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác trong cái đời sống tâm linh của mình. Nói thì nhiều,
Nhưng mà tôi ước ao anh chị em hãy làm đi. Hãy dành những thời giờ quý giá nhất của mình trong ngày cho lời của Chúa, cho sự thông công với Chúa, cho sự kết nối với Chúa. Khích anh nói với Chúa điều đam mê đó. Thì sao anh chị em? Sự kết nối bắt đầu đến. Nguyên tắc nó là vậy. Anh em đam mê cái gì, anh em kết nối linh hồn mình với cái đó. Tôi nói đúng không anh em? Anh em đam mê cái gì, anh em kết nối với cái đó. Anh em nghĩ coi, cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Anh em đam mê cái xấu, cái xấu nó sẽ kết nối với anh chị em, đúng không? Nhưng anh em đam mê Chúa, anh em kết nối với Chúa. Anh em đam mê ân tứ thánh linh, anh em đam mê các sự ban cho thiêng liêng, mới đầu có thể khởi đầu cái đó. Đó, anh em thử nghĩ đi. Anh em đam mê, anh em đeo đuổi người yêu, đúng không? Một ngày không xong thì hai ngày, một tháng không xong thì ba tháng, ba tháng không xong thì nửa năm, cuối cùng sao? Xong hết. Xong hết. À, quan trọng là kiên trì. Đó là đúng. Quan trọng là kiên trì. Cho nên cho em, buổi sáng hôm nay tôi muốn nói rằng cái giác quan thuộc linh của chúng ta cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta là người tái sanh đầy thánh linh mà chúng ta chưa khai mở giác quan thuộc linh, thì trong thế giới tâm linh chúng ta là người cực kỳ thiếu hụt, cực kỳ yếu kém, cực kỳ không an ninh và cực kỳ thiếu hiểu biết. Bây giờ tao nói vậy để anh em tưởng tượng lại đây. Nếu một người sống trong thế giới tự nhiên này mà mắt không có, tai cũng bị điếc luôn, rồi tay chân rờ chạm cũng không có cảm xúc gì, mũi cũng bị điếc mũi luôn, thì tôi nghĩ con người đó có hạn chế không anh chị em? Cực kỳ hạn chế luôn. Và trong thế giới tâm linh giống vậy. Nếu như giác quan thuộc linh anh em không mở ra, mắt anh em chưa mở ra, tai chưa mở ra, và những cái ngũ quan khác ở trong tâm thân linh của anh chị em chưa mở ra, thì chúng ta sẽ bỏ mất rất nhiều ân điển cơ hội mà Cha trên trời đã dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Vì Ngài đã ban thánh linh cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cơ hội để cho con người thuộc linh chúng ta được khôi phục lại như Adam trước khi phạm tội. Adam trước khi phạm tội có trò chuyện với Chúa mỗi ngày ở trong vườn không anh chị em? Adam nghe tiếng Đức Giê-hô-va như bình thường, đúng không? Adam nghe tiếng Chúa, Adam trò chuyện với Chúa, Adam làm mọi việc với Chúa, Adam nhìn thấy Chúa mỗi ngày. Chỉ khi Adam phạm tội thì Adam mới đi núp vô cái bụi cây, nhưng mà lúc đó vẫn còn nghe, chưa biết, vẫn còn nghe. Và Chúa hỏi Adam ngươi ở đâu, thì Adam nói ô, tôi núp ở đây, tôi sợ quá đó. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta ngày hôm nay nhờ cậy ân điển Chúa Giê-xu, chúng ta đã được tái sanh, nghĩa là chúng ta đã được phục hồi lại con người thực sự mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy. Tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày một lời cầu nguyện đầy đam mê khao khát để biết được thế giới của Chúa. Anh em có thể đến với Chúa nhẹ nhàng thôi, anh em nói Chúa ơi, con muốn biết thế giới của Ngài, con muốn trở về nhà một chút để nhìn ngôi nhà mà Ngài chuẩn bị cho con nó như thế nào, rồi con trở lại đây được không Chúa? Chúa nào mà từ chối anh chị em, đúng không? Nói, thôi ta đưa lên để ta thấy nhà của nó một tí rồi lại đưa nó xuống. Bình thường. Anh em biết đại sứ không? Chúng ta là những đại sứ của Chúa. Chúng ta là những đại sứ được gửi đi để làm đại diện cho vương quốc thiên đàng ở trên đất này. Chứ quê hương chúng ta không ở đây, nhà chúng ta không có ở đây, đất chúng ta không có ở đây. Chúng ta là đại sứ của Chúa Giê-xu, được Đức Chúa Trời đặt làm đại diện ở trên đất này để làm và truyền ra những mạng lệnh của Ngài. Đúng không em? Anh chị em amen với đó không? Amen. Nhưng mà cái sau này nó mới quan trọng nè. Thế bây giờ tôi hỏi anh chị em nè,
Các đại sứ thỉnh thoảng có về thăm nhà không? Năm cũng phải cho ông cái vé để ông về thăm nhà rồi ông quay lại chứ, đúng không? Bởi vì nhà ông đâu ở đây đâu. Ví dụ bây giờ đại sứ đi sang nước khác thì một năm cũng phải về thăm vợ, thăm con, thăm quê hương chứ. Thế anh em có muốn về thăm nhà mình không? Thế xin Chúa đây, Chúa ơi con cho con kỳ nghỉ phép con về nhà cái, thì Chúa sẽ đưa anh chị em về để thấy nhà anh chị. Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 14 sao? Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta sắm xong rồi, ta quay trở lại đón các ngươi. Tôi nói với anh chị em rằng mỗi anh chị em ngồi đây đang có một căn nhà bằng vàng trên thiên đàng. Trong trời mới đất mới anh em ở biệt thự chứ không phải ở bình thường đâu. Cho nên bây giờ hãy khao khát. Chúa ơi mở mắt con, Chúa ơi mở tay con, Chúa ơi mở những giác quan để con bắt đầu bước đi trong thế giới thuộc linh của Ngài ngay trên đất này. Lý Thu Lâm chị em ơi, tôi có nghe một ông mục sư ông kể có một người được ơn rất đặc biệt luôn. Là người này có khả năng rờ được trong linh, rờ được trong linh. Anh em thấy lạ không? Thấy trong linh là chuyện bình thường rồi đúng không? Nghe trong linh chuyện bình thường đúng không? Ngửi trong linh thì cũng bình thường đó. Nhưng cái ông này ông được một cái ơn lạ lùng là ông rờ được trong linh. Ví dụ ông đang đứng ông giảng như thế này nè, tự nhiên cái thiên sứ chiến trận của Chúa sai đến hiện ra đứng bên cạnh này. Bắt đầu cái ông lấy tay ông vuốt cái lưng thiên sứ, nghe ông nó hô tuyệt vời quá, mát quá. Mà ông vuốt thiệt, ở trong linh ông đang vuốt thiệt. Rồi ông ôm thiên sứ này, người bình thường nhìn vào thấy ông này như bình nó tâm thần ấy. Nhưng mà thật sự trong thế giới linh ông đang bắt tay, ông đang nói chuyện với thiên sứ và ông thấy, ông rờ, ông nắm tay thiên sứ đi đến người bệnh và ông nói ở đây đứa này nó bị u não nè thiên sứ, phẫu thuật giùm cái. Là thiên sứ mổ cái bụp cái ông kia ngã cái râm xuống bắt đầu phẫu thuật luôn tại chỗ luôn, nhìn thấy thế. Đó là thế giới linh. Cho nên có những cái ơn lạ lùng, có những cái ơn diệu kỳ, có những cái ơn rất là đặc biệt ở trong thế giới của Chúa. Tôi khích lệ anh chị em hãy đam mê để anh em được kết nối với thế giới này. Và khi anh em kết nối rồi thì sự mặc khải nó đến và anh em bắt đầu bước vào và thế giới lên. Cuộc sống anh em sẽ hoàn toàn thay đổi khi anh em được mở mắt thuộc linh. Anh em thấy được điều mà mắt mình không thấy. Đó là cái điều mà tôi muốn giới thiệu anh chị em. Và trong phạm vi bài giảng buổi sáng này, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một khía cạnh trong cuộc sống nha. Tôi chia sẻ cho anh em một khía cạnh trong cuộc sống để cho những giác quan thuộc linh của anh chị em dễ dàng được kích hoạt. Một khía cạnh thôi. Đó. Tôi gọi là làm sao, bài giảng mang tựa đề là làm sao để giải phóng chính mình để được tự do trong thế giới thuộc linh. Đó. Tựa đề bài giảng nó vậy đó. Làm sao để giải phóng chính mình để được tự do trong linh. Anh em tưởng tượng đi, một người dù có khao khát cỡ gì mà tay chân bị cột, bị cầm tù thì cũng không làm được gì cả. Giỏi giang mấy, đam mê mấy, nhưng mà đang ở trong tù thì thua thôi, chịu thôi, không làm được gì. Cho nên chúng ta hãy nhớ nha, trước khi chúng ta có thể phát triển những giác quan thuộc linh của mình thì mình phải giải phóng chính mình. Mình phải được tự do. Mình phải là một linh tự do thì chúng ta mới có thể làm được những gì mình muốn. Amen chứ? Đó là điều đầu tiên. Đầu tiên của mọi sự đầu tiên. Đó là lý do mà có quyển sách đó, mỗi cơ đốc nhân cần được giải cứu. Nhiều người không chấp nhận cái này. Nhiều người nói là ôi trời, tôi mà cần gì giải cứu nữa, tôi đi với Chúa 30-40 năm nay rồi, giải cứu cái gì. Hoặc là nhiều người nói tôi là mục sư truyền đạo rồi, giải cứu cái gì nữa. Nhưng mà xin thưa anh chị em, có những thứ không ai thấy mà Chúa thấy, đúng không ạ? À? Có những thứ không ai thấy Chúa thấy.
Và để chấp nhận được sự rằng mỗi cơ đốc nhân cần được giải cứu đó, nó đòi hỏi một cái sự khiêm nhường, hạ mình và thành thật với chính mình. Có người nào mà hoàn thiện đâu, có người nào trọn vẹn 100% đâu. Ai cũng có điểm yếu hết, ai cũng có những kẽ hở hết. Đó, bản thân tôi đứng đây trước mặt anh chị em, nhưng tôi cũng đã được Chúa giải cứu và tiếp tục giải cứu, tiếp tục thánh hóa, tiếp tục để cho mình tiến gần đến Chúa hơn. Khải Huyền nói là ai nên thánh hãy tiếp tục thánh nữa. Amen chứ em, đâu có dừng lại đâu. Cho nên chúng ta cần phải khiêm nhường, dù mình có địa vị xã hội, dù mình có nhiều tiền nhiều của, dù mình được nhiều người tôn trọng trọng vọng, nhưng trong sâu thẳm tâm linh chúng ta, chúng ta luôn luôn cần Chúa giúp đỡ mình. Amen chứ em, luôn luôn chúng ta luôn luôn là những đứa con bé bỏng trước mặt Chúa và bất toàn trước mặt Chúa. Chúng ta cần phải được hoàn thiện mỗi ngày. Cho nên đấy, tôi nói là bây giờ mình phải giải phóng chính mình. Ngày hôm nay khi mình nhìn ra thế giới đó anh chị em, mình thấy rằng thế giới trong thời kỳ cuối này nó thay đổi nhiều thứ lắm. Tôi không còn nhìn thấy ai mặc cái áo mà có miếng vá trên vai nữa, có đúng không? Không thấy ai hết á. Nhưng mà cách đây 20-30 năm chuyện đó là bình thường. Một cái áo nó rách thì không có vứt đi mà làm sao anh chị em? Vá lại. Thế giới hiện đại này nó khiến cho con người cũng thay đổi. Đó là gì ạ? À? Dễ dàng vứt bỏ. Dễ dàng vứt bỏ. Cái áo lủng cái lỗ vứt, mùi khác, đúng không? Vứt. Và cái điều đó nó ảnh hưởng về mặt tinh thần luôn. Ngày hôm nay khi mà vợ chồng lục đụng tới, chia tay, vứt luôn không cần suy nghĩ câu thứ hai, phải không ạ? Chia tay. Ngày hôm nay người ta nói cái câu chia tay nó quá dễ, nó giống như là dễ như ăn cơm vậy đó. Và đó nó nói lên một cái tính là gì ạ? À? Mất kiên nhẫn của con người, một cái tính dễ dàng để cho Satan kích động điều khiển. Cho nên tôi hay tư vấn những cặp vợ chồng cũng thỉnh thoảng cũng đến gặp tôi rồi cũng nói những nan đề. Nhiều khi cô vợ đến, anh chồng đến: mục sư ơi, nhất định kỳ này phải chia tay mục sư à, chịu hết nổi à. Thì tôi mới dừng lại 5 phút để cho lửa nó hạ xuống đã. Và tôi nhìn thẳng vô mắt tôi nói: hãy cho người kia một cơ hội cuối cùng được không? Tôi nói câu bình thường. Mà suy nghĩ 2 phút rồi mà thôi được. Thấy lúc đó là nhiệt độ xuống 37 rồi. Khi nhiệt độ xuống 37 rồi mới làm việc tiếp được nữa, chứ còn 50 độ, 60 độ là không làm việc được. Con người ta sẵn sàng anh chị em đạp đổ tất cả, sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Và đó nó khiến cho chúng ta đi từ cái đổ vỡ này đến đổ vỡ khác trên đời sống chúng ta. Chúng ta chưa hàn gắn một cái mối quan hệ đã đổ vỡ, chúng ta lại đi tiếp tục tìm kiếm một mối quan hệ khác. Và cuộc đời chúng ta là một chuỗi của những sự đổ vỡ. Và mỗi lần đổ vỡ như vậy, trái tim chúng ta đã bị xẻ năm xẻ bảy bên trong mà mình không hề biết. Tấm lòng tổn thương là một trong những thứ ngăn trở bậc nhất để cho đời sống tâm linh chúng ta được kết nối với Chúa. Anh em hãy ghi nhớ điều này. Và Satan biết điều đó anh chị em à. Cho nên Satan nó đã kích động con người trong sự nóng giận, mất kiên nhẫn, trong sự tội lỗi, trong cái tôi và ích kỷ của mình, để sẵn sàng đạp đổ tất cả những mối quan hệ, dù nó đến từ Chúa hay không đến từ Chúa, đạp luôn. Đó anh chị em. Và khiến cho linh con người không đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, không đi từ đức tin đến đức tin,
mà đi từ sao ạ? Nhà tù này đến nhà tù khác, chuyển từ Hỏa Lò vô Biên Hòa, rồi từ Biên Hòa vô thành phố, tất cả nhà tù hết, rất đau đớn. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng đừng bao giờ dễ dàng đạp đổ một mối quan hệ mà mình có. Amen chứ. Dù đó là vợ chồng, dù đó là bạn bè, dù đó là anh em, dù đó là mối quan hệ với hội thánh, dù đó là mối quan hệ với đồng nghiệp, dù đó là mối quan hệ nào đó trong cuộc sống, anh em ơi, hãy kiên nhẫn một chút, hãy chữa lành mối quan hệ, chứ đừng đạp đổ nó. Hãy tìm cách chữa lành, hãy tìm cách khôi phục. Chúa chúng ta có đủ ngang cách và đủ sức mạnh để khôi phục tất cả những gì đổ vỡ. Chỉ có điều chúng ta đừng tự tay đạp đổ. Amen chứ. Tôi nói với anh chị em một điều nữa, con người ta không thể thành công một mình, anh em phải cần ai đó để thành công. Trong cuộc sống này mình phải cần ai đó để thành công. Chúng ta phải cần những người bạn tốt để thành công. Chúng ta cần những người vợ, người chồng đứng bên cạnh để thành công. Chúng ta cần những đồng nghiệp tốt để thành công. Chúng ta cần những người lãnh đạo tốt để thành công. Chúng ta cần những người nhân viên tốt để thành công. Và đó là những mối quan hệ mà Đức Chúa Trời đem đến trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng có thể vì cái tôi, vì sự ích kỷ, vì sự nóng giận, vì sự mất kiên nhẫn, chúng ta đã đạp đổ tất cả những điều đó. Và chúng ta vô tình tước đi cái cơ hội thành công mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho cuộc đời của chúng ta. Amen chị em. Cho nên ở đây tôi khuyên cho em rằng hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn, hãy tập trung vào sự chữa lành khôi phục, chứ đừng bao giờ tập trung vào chuyện vứt bỏ và đạp đổ. Xin thưa anh chị em, vứt bỏ và đạp đổ dễ lắm, rất dễ luôn, ai cũng làm được. Tôi đảm bảo ai cũng làm được, không cần nỗ lực nhiều. Nhưng để chữa lành và phục hồi thì lại khác ạ. Cần có sức mạnh, là một con người mạnh mẽ, một con người giống Chúa Giêsu thì mới có thể khôi phục và chữa lành. Amen chứ. Cho nên anh em muốn giống Chúa Giêsu không? Chắc chắn anh em mình muốn giống Chúa Giêsu. Tôi cũng muốn giống. Thì anh em thử nghĩ đi, Chúa Giêsu làm gì trước những mối quan hệ chuẩn bị đổ vỡ? Ngài luôn luôn chữa lành và khôi phục, Ngài luôn luôn rịt những vết thương và chữa lành cho. Vậy thì chúng ta hãy học tập Chúa. Một điều thứ hai, anh em ơi, hãy nhớ điều này: Chúa có thể phán dạy chúng ta qua xung đột, qua những sự bất đồng, qua những sự cãi vã, qua những cái sự hiềm khích. Chúa phán dạy chúng ta đấy. Anh em đừng nghĩ rằng Chúa chỉ dạy chúng ta những lúc êm dịu yêu thương. Đúng, cái đó không sai. Nhưng mà trong cuộc sống này có những lúc qua xung đột bất đồng, qua những cái gì đó nó cọ sát, Chúa lại dạy chúng ta nhiều hơn. Chúa dạy chúng ta nhiều hơn. Tại sao tôi nói điều đó? Để tôi giải thích một chút, để cho anh em thấy trân trọng những cái gì mình, cuộc sống mình trải qua. Có người nói rằng hoạn nạn, thử thách, xung đột, những gì đó xảy ra trong cuộc đời là để nó hoàn thiện con người mình. Nói vậy nó chưa phải là đúng lắm. Nhưng tôi nói với anh chị em thế này nè: hoạn nạn, thử thách, xung đột, bất đồng, Chúa cho phép xảy ra để làm gì vậy anh chị em? Để những cấu cặn còn lại trong con người mình nó được nổi lên. Nó nổi lên để rồi chúng ta nhận biết mà gạt nó ra, nhận biết mà sửa nó đi, nhận biết mà khỏi lấp nó đi và hủy diệt nó đi, để rồi con người mình càng ngày càng sạch hơn, thánh hơn cho Chúa Giêsu. Amen. Anh em thử nghĩ đi nè. Có thể bình thường mình nghĩ tôi là người hiền lành nhất thế giới,
Ôi tôi không làm hại ai, tôi không nói năng lớn tiếng với ai không hết. Và mình tự nghĩ, ô, mình cũng tốt quá chứ nhỉ. Nhưng mà một ngày kia, trong lúc giận hờn, trong lúc cãi vã, trong lúc đụng chuyện, rồi quay hình thâu phim lại, rồi mình xem lại, ôi sư tử Hà Đông cũng gọi mình bằng sư phụ, đúng nhỉ? Sư tử còn gọi mình bằng sư phụ nữa chứ, hiền ở đâu mà hiền. Cho nên mình mới có thể thấy là chỉ có xung đột, chỉ có những sự va chạm thì cái tính khí còn lại, xác thịt của mình nó mới nổi lên. Anh em biết vàng không? Vàng lấy trên núi về có đem ra bán được luôn không? Đun đi đun lại, đun tới đun lui, đun biết bao nhiêu lần, khò khò khò. Mỗi lần khò như vậy thì cái gì nó nổi ra anh chị em? Câu vàng nó nổi ra. Không có lửa thì làm sao làm vàng nó sạch được? Không xung đột, không cọ sát, không có những va chạm thì làm sao cái tâm tính anh chị em sạch được? Amen chứ. Cho nên đừng đạp đổ. Anh em mà đạp đổ đó thì cấu cặn nó vẫn còn trong anh em đấy. Anh em đem mấy cấu cặn đó đến một mối quan hệ khác, nó lại nổi lên tiếp thôi. Nhưng nếu anh em kiên nhẫn ở lại trong mối quan hệ đó, rồi xin Chúa chữa lành mình, phục hồi mình, sửa trị mình, cầu nguyện kiên trì, thì tôi đảm bảo lần sau anh em được sạch hơn lần trước. Cho nên tôi nói anh chị em, ngày hôm nay rất hiếm người mặc áo vá là chỗ đó đó. Ngày xưa tôi mặc nhiều lắm, quần đồ vá 10 miếng là chuyện bình thường. Mặc cái quần như cái quần hoa của Joseph này, có tặng vá lung tung mà đâm ra đẹp đấy chứ. Và hiếm lắm. Mà thế giới ngày hôm nay thì người ta không vậy. Và cái điều đó nó cũng phản ảnh vào trong cái tâm tính của con người thời hiện đại này. Sẵn sàng đạp hết. Tôi chẳng cần ai, kể cả vợ chồng, con cái, bạn bè, tôi chẳng cần ai. Đó là một cái câu nói cực kỳ kiêu ngạo của Satan. Anh chị em ạ. Cho nên tôi đọc cho anh chị em nghe câu kinh thánh trong Giăng 20 câu 23. Giăng 20 câu 23 chép như thế này, và chúng ta sẽ đi tiếp cái nguyên tắc thuộc linh quan trọng này. Giăng 20 câu 23 anh chị em. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào mà các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Anh chị em à, anh chị em là dòng dõi có Đức Thánh Linh, anh chị em là những người tái sanh và có thần quyền năng của Đức Chúa Trời ngự bên trên. Và trên anh em có một thẩm quyền, trên anh em có một thẩm quyền. Và Kinh Thánh chép rằng kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội được tha, kẻ nào mà các ngươi cầm lại thì bị cầm cho kẻ đó. Chủ đề bài giảng của tôi hôm nay là: hãy giải phóng chính mình. Để giải phóng chính mình và giải phóng người khác, chúng ta phải học tập tha thứ vô điều kiện. Vô điều kiện nha anh chị em. Tha thứ vô điều kiện. Trong gia đình, giữa vợ chồng sẽ có những lúc xung đột, xích mích. Kể cả những gia đình cơ đốc cũng không tránh khỏi đâu. Nhưng nếu như chúng ta vẫn cầm giữ bên trong sự không tha thứ, hiềm khích, không ưa, nói hành, nói xấu ẩn bên trong, thì anh em ơi, vô tình chúng ta đã bỏ tù lẫn nhau. Anh em biết câu đó không? Chúng ta bỏ tù lẫn nhau trong thế giới thuộc linh. Chúng ta bỏ tù chính mình, rồi chúng ta bỏ tù chồng mình, vợ mình, con mình.
Nếu Chúa mở mắt ruột linh cho anh em thấy, nếu gia đình 4 người thì 4 cái nhà tù trong nhà, 4 cái củi. Nếu xung đột mà không tha thứ, không giải quyết, không hòa thuận vô điều kiện, thì nhà chúng ta sẽ là 4 cái củi sắt, rồi chồng một củi, vợ một củi, các con ở mỗi người một củi. Cuộc sống đó có làm được gì không anh chị em? Không làm được gì. Cho nên tôi nhắc lại, cho nên em có Thánh Linh. Nếu em là người thế gian thì tôi không bàn, nhưng chúng ta có Thánh Linh, nghĩa là cho nên em có một thẩm quyền, một thẩm quyền thuộc linh. Đó là thẩm quyền có thể phóng thích người khác, có thể mở tù cho người khác, mở củi cho người khác. Chúng ta có thể mở củi cho vợ mình, con mình, chồng mình bằng cách gì anh chị? Hãy tha thứ. Đó là lý do tôi cho hội thánh đọc câu thuộc lòng ngày hôm nay. Phi-rơ nói 7 lần đủ chưa Chúa? Ông nghĩ là 7 lần là tối đa rồi, lần thứ 8 là tôi giết mày cho đừng nó tha. Vừa phải thôi, đúng không? Đôi khi trong gia đình chúng ta nói vừa thôi, lần thứ 8 là đừng nhìn mặt ra nữa, có đúng không? Phi-rơ bảo chắc 7 lần ok, nhưng Chúa nói sao anh chứ? 70 lần 7 chắc là Phi-rơ gục luôn. Kiểu này chịu không nổi. Làm sao mà được 490 lần? Mà đó là nghĩa đen thôi, còn nghĩa bóng là gì anh chứ? Luôn luôn, vô cùng vô tận. Cho nên anh chị em à, để cho mình có một linh tự do, để cho người bên cạnh mình có một linh tự do, anh em mình có một linh tự do, bạn bè đồng nghiệp mình có một linh tự do, anh em ơi, hãy học tha thứ vô điều kiện. Dù anh em đúng, dù anh em sai, dù anh em có đúng 1000 lần, người kia sai 1000 lần, thì anh em cũng hãy nói: Chúa, con bằng lòng tha thứ cho người anh em này, con phóng thích người anh em này ra khỏi cái củi, con phóng thích vợ con, chồng con ra khỏi cái củi này, con phóng thích, con không cầm buộc nữa. Cho nên Chúa nói đó, ai mà mình tha thì người đó tha, mà ai mình cầm lại thì người đó sao? Bị cầm lại. Nó rất là nghiệt cái chỗ này anh chị. Khi mà mình có quyền năng của Đức Thánh Linh ngự lên thì chỗ này rất nghiệt ngã anh chị. Nếu như mình không có tâm tính của Đấng Christ thì mình làm hại rất nhiều người, rất nhiều người. Một người mặc lấy quyền năng Đức Thánh Linh, một người phục vụ Chúa, một người yêu Chúa, một người đầy dạy Thánh Linh mà không có tâm tính của Đấng Christ để tha thứ thì làm hại rất nhiều người. Anh em có quyền bỏ tù rất nhiều người, và cuộc đời của những người đó cứ lên bờ xuống ruộng mà không biết lý do, bởi vì chúng ta không tha thứ. Đây là thuộc linh nha anh chị. Anh em tưởng tượng để tôi kể câu chuyện này là anh em hiểu được cái nghĩa thuộc linh đó. Nghĩa thuộc linh, có một ngày nào đó anh chị em ghé thăm một cái nhà, nhà bạn bè chẳng hạn đi, không ạ? Anh em không biết chuyện gì xảy ra à, nhà cửa thì vẫn sạch sẽ đẹp hết, ly chén hoa thảm bàn ghế ngăn nắp hết. Nhưng anh em bước vào, anh em cảm thấy nó có cái gì đó rất sao sao trong tấm lòng. Nó không vui như mọi khi, nó không thoải mái như mọi khi, nó không bình an như mọi khi. Anh em cảm nhận không ai kể cả. Và anh em ngồi 5 phút mà thôi, tôi xin phép gia chủ, tôi có việc tôi về. Rồi sau đó anh em tìm hiểu là vợ chồng họ vừa mới cãi nhau 5 phút trước. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Cái sự không tha thứ nó phóng thích ra xung quanh một cái bầu không khí tù tội nặng nề, cay đắng mệt mỏi, bất an, buồn rầu. Đó là nghĩa thuộc linh, và tôi gọi này là nhà tù vô hình của mọi chúng ta. Nhưng ngay khi chúng ta chấp nhận tha thứ, chấp nhận bỏ qua, chấp nhận hòa thuận, chấp nhận làm lại mọi điều, thì nhà tù này biến mất.
nhà chúng ta trở lại vui mừng bình an. Và người ta đến, người ta ghé làm khách nhà mình, người ta nói: nhà anh chị sao bình an quá, tôi vào này tôi thấy vui quá, tôi ở đây tôi thấy nó tuyệt vời quá. Thì đó là hiểu rằng bầu không khí trong nhà anh chị em là thiên đàng chứ không phải nhà tù. Thuộc linh nó là thế, nó rõ ràng lắm, nó rất là hiện thực luôn, chứ không phải mình chỉ nói lý thuyết, rất hiện thực. Cho nên chị em ơi, nhắc lại câu kinh thánh: ai mà anh em tha thì người đó được tha, ai anh em cầm thì người đó bị cầm lại. Tiếp theo tôi muốn chia sẻ cho anh chị em là đừng bao giờ cầm giữ sự không tha thứ bên trong để rồi chúng ta đi tìm kiếm một mối quan hệ khác, một sự kết nối khác. Cái đó là cực kỳ không nên. Cái đó là anh chị em đã nâng cái nan đề trong cuộc đời của mình lên gấp đôi. Và thường chúng ta hay bị vấp chỗ này. Anh em thử thống kê sẽ thấy, nếu hai vợ chồng ly dị mà ly dị trong sự hận thù, ly dị trong sự căm ghét, ly dị trong cái sự không hài lòng, rồi mỗi người dĩ nhiên lên tòa án thì cũng chia tay thôi, rồi mỗi người sẽ đi tìm một nửa khác của mình. Anh em thử thống kê sẽ thấy họ lại tiếp tục ly dị trong cuộc hôn nhân tiếp theo. Thường là như thế, 80-90% là như vậy. Vì sao? Bởi vì sự tổn thương đó vẫn còn, gánh nặng đó vẫn còn, nếu nói nặng hơn là con quỷ đó vẫn còn, và nó tiếp tục phá những mối quan hệ khác cho đến cuối cuộc đời. Hoặc là nói cho nó dễ hiểu về mặt hội thánh đấy, có những tín đồ, có những mục sư truyền đạo vì xích mích trong tổ chức của mình, không hài lòng trong hội thánh của mình, căm ghét căm thù ai đó trong hội thánh của mình, chỉ trích mục sư chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là mục sư không hài lòng vì cái tổ chức này và tổn thương cay đắng và bỏ đi. Anh em ơi, anh em sẽ không bao giờ tìm được sự bình an cho linh hồn mình dù ở bất kỳ hội thánh nào nữa, nếu mình không giải quyết. Cho nên đừng bao giờ tìm một mối quan hệ khác khi mà lòng mình chưa được phóng thích. Anh em ơi, hãy kiên nhẫn, hãy biết chờ đợi, hãy biết đợi để Đức Chúa Trời chữa lành, Đức Chúa Trời hàn gắn, Đức Chúa Trời làm cho mọi sự yên ổn, rồi đến thời điểm Chúa sẽ sao? Phóng thích anh chị em đi. Khi Chúa phóng thích anh chị em đi thì luôn luôn có nhạc để đưa tiễn. Anh em đã tin điều đó không? Tôi đọc cho anh em nghe câu kinh thánh chứ amen, mà không có kinh thánh thì cũng thấy yếu, đúng không? Ô, khi mà Chúa phóng thích thì Chúa trở nhạc để đưa anh em đi đó. Anh em đọc trong Ê-sai chương 55 câu 12 xem. Đó, Ê-sai chương 55 câu 12 nè, ta đọc anh chị em nghe nha. Hãy đợi Chúa, hãy kiên nhẫn đợi Chúa trong bất kỳ mối quan hệ nào. Ta đọc anh chị em nghe nha. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ sao chứ? Trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Không ai cầm chúng ta giữ chúng ta lại đâu, nhưng ý Chúa muốn chúng ta đi trong sự vui mừng, đi trong sự tha thứ, đi trong sự chữa lành, đi trong sự hòa thuận bình an. Khi chúng ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi Đức Chúa Trời tưởng mình, Đức Chúa Trời nhắc mình đến một vị trí khác, đến một mối quan hệ khác bởi Chúa, thì anh em ơi, có ca nhạc tiễn anh em đi, có vỗ tay tiễn chúng ta đi, có bình an vui mừng tiễn chúng ta đi, và tấm lòng chúng ta thấy sao? Phấn khích vô cùng. Tấm lòng chúng ta thấy tự tin vô cùng. Tấm lòng chúng ta thấy tự do vô cùng. Và tôi nói rằng anh chị em chỉ có thể thành công trong môi trường khác khi anh em ra đi theo cái kiểu này. Còn ngoài ra, chúng ta sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác, bởi vì linh của chúng ta đang bị cầm tù.
linh chúng ta đang bị cầm tù. Nếu chúng ta đi với một cái sự xích mích, nếu chúng ta chia tay với sự xích mích, nếu chúng ta phá đổ mối quan hệ với sự xích mích. Cho nên nếu mình không suy nghĩ kỹ đó, mình đã vô tình không ở cái vị trí mà Chúa muốn mình ở đủ lâu. Đủ lâu. Ví dụ nha, tại sao tôi nói điều này? Chúa muốn anh chị em ở một vị trí trong vòng 3 năm để Đức Chúa Trời đủ thời giờ nhào nắng anh chị em, đập anh chị em, giã anh chị em ra nát như tương, để cho anh chị em tan vỡ ra, để anh chị em không còn là anh chị em nữa, rồi Chúa nắng thành một người khác. Và tôi gọi là thời gian đó có thể thời gian huấn luyện, thời gian đào tạo, thời gian chuẩn bị con người này. Và Chúa định là 3 năm, nhưng mới 6 tháng anh em nói là thôi, chịu hết nổi à, ta đi thôi. Thì anh em vô tình đã phá vỡ cái kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Có những mối quan hệ Chúa đem đến, có những sự kết nối Chúa đem đến để cho chúng ta được thành công và hoàn thiện con người mình trong cái kết nối và mối quan hệ đó. Nhưng bởi cái sự thiếu kiên nhẫn, thiếu hiểu biết, mình đã đạp đổ đi. Thì lúc đó Satan thắng chứ không phải chúng ta thắng. Tôi muốn nói với anh chị em rằng hãy kiên nhẫn trong mọi mối quan hệ, từ gia đình cho đến công sở làm việc, cho đến hội thánh, thuộc linh lẫn thuộc thể. Cho nên ngày hôm nay đó, có những nhân viên làm việc đó, mà đánh mất cái thương hiệu cơ đốc nhân của chúng ta đi. Tôi đi sang Indo, tôi đi sang các nước khác đó, khi mà các giám đốc tuyển nhân viên á, thì người ta hỏi là anh theo đạo gì? Người đó nói tôi tin lành á, theo Chúa Giêsu đó. Thì giám đốc nói sao được rồi, mai đi làm luôn, khỏi xét lý lịch. Tôi gọi đó là thương hiệu cơ đốc. Khi chúng ta xây dựng cái tâm tính của mình đủ mạnh để ảnh hưởng và có uy tín trong xã hội này, chúng ta sẽ xây dựng được một thương hiệu. Amen chứ. Nhưng ngày hôm nay bởi cái sự quá dễ dãi để đạp đổ mọi thứ, chúng ta đã đánh mất thương hiệu. Và đáng buồn thay, có những người chủ doanh nghiệp nói là một sư ơi, tôi ngại lắm, tôi chẳng là thuê người ngồi làm cho tôi, thuê mấy anh tin Chúa này tôi ốm, làm 3 bữa xong tôi muốn nghỉ, không báo một ngày nào, muốn nghỉ là nghỉ. Xong hỏi lại bảo tôi đi hầu việc Chúa. Kinh khủng. Công việc người ta đang chạy thế này, alo đó, em đang đi truyền giáo sếp ạ. Thôi thua, bó tay luôn. Cho nên đôi khi chúng ta quá ư mất vô kỷ luật, dễ dãi, sẵn sàng đạp đổ tất cả, và chúng ta không làm gì được nên trò trống gì cho cuộc đời của mình. Anh em ơi, đừng nghĩ rằng chúng ta đi truyền giáo mới phục vụ Chúa. Không đâu. Đôi khi Chúa quẳng chúng ta vào một doanh nghiệp để rèn chúng ta, để xem thử chúng ta làm việc có trung tính không, chúng ta làm việc có chân thật không, chúng ta làm việc có thực sự hiệu quả không, chúng ta làm việc có được chân thành không, có được kiên trì không, có được gọi là chịu đựng mọi áp lực được hay không, trước khi Ngài đưa chúng ta vào công trường thuộc linh. Amen chị em. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta phải xây dựng thương hiệu cơ đốc trên đất nước này, để rồi mọi người khi nghe nói anh theo gì, ô tôi theo Chúa Giêsu, tôi là tin lành đấy, hô tốt quá, thôi vô làm luôn, khỏi bàn. Giống như ngày xưa lúc tôi ở bên Nga về, tôi đi xin việc vậy đó. Tôi là học tàu điện ngầm, mà tôi đi xin cái việc là lập trình viên. Hai cái việc đó nó trái ngoe, chẳng có dính dáng gì nhau đó. Tàu điện ngầm thì chẳng liên quan máy tính kìa, đúng không chứ? Tôi vô công ty đó, cái anh sếp này anh hỏi em ơi, tốt nghiệp ở đâu về vậy? Thưa sếp, em tốt nghiệp bên Nga về. Ở bên Nga hả? Thôi mai đi làm luôn đi em, khỏi xem bằng cấp vậy đó. Tại vì người ta nghĩ rằng đã tốt nghiệp bên Nga rồi thì chắc chắn là ok, nhưng mà thật sự tôi có biết gì đâu.
chẳng biết, vô học việc 3 tháng muốn cháy tóc luôn, chẳng biết gì lập trình. Nhưng mà đó là thương hiệu, đó là thương hiệu. Cho nên anh chị em ơi, hãy xây dựng một thương hiệu Cơ Đốc trong cộng đồng của chúng ta, để chúng ta có nhiều cơ hội để thăng tiến và dễ dàng trong cuộc sống này. Amen chứ. Và muốn được như vậy, hãy kiên nhẫn, đừng đạp đổ quá nhanh mọi thứ Chúa đem đến cho chúng ta. Hãy kiên nhẫn, hãy học tha thứ, sống trong sự yêu thương, sống trong cái sự bền độ ở những vị trí mà mình biết rằng Đức Chúa Trời đang muốn rèn luyện mình. Amen chị em. Cho nên tôi muốn nói thêm một điều nữa đây. Anh chị em hãy nhìn những xung đột, cám dỗ, bất đồng, đấy là những công cụ của Chúa. Anh em nào lấy những, phải những người vợ, người chồng kỳ cục, tôi gọi dùng từ kỳ cục thôi cho nó nhẹ nhàng tí, thì anh em cũng phải biết rằng đây là công cụ để rèn mình. Đúng không? Công cụ để rèn mình. Không có những công cụ này là coi chừng như mình đi tàu suốt luôn. Đi một phát là thẳng xuống địa ngục luôn. Nhưng có những công cụ kỳ cục này nó kìm mình lại. Những cơn giận bất chợt, những cái thứ gọi là hổ báo ở trong con người mình nó phải lòi ra. Và Chúa dùng người vợ, người chồng kỳ cục đó để dũa mình. Dũa mình nha. Mới ban đầu lấy nhau nhám lắm, sau 30 năm dũa lan trơn như hòn đá David. Dũa hồi lan trơn luôn. Anh em biết David, David lấy 5 hòn đá ở dưới khe để giết Goliath là hòn đá gì không? Trơn láng. Cái đó đọc lại Kinh Thánh, hòn đá trơn láng thì mới ném được xa, ném được chính xác. Cho nên hãy xem những xung đột, những bất đồng, những cái trái tính, trái nết, những cái gì Chúa đưa đến là công cụ để dũa mình, để mài mình, để rèn mình. Khi anh em hiểu được như vậy, anh em sẽ đủ kiên nhẫn và cảm tạ Chúa luôn luôn. Trong cuộc sống tôi cảm tạ Chúa nhiều lần lắm. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, đúng rồi, con cần cái dũa này. Chỉ cái dũa này mới dũa được con thôi, còn cái dũa khác nó gãy liền. Cái dũa này mới dũa được. Cái dũa này mới dũa được nè, còn cái dũa khác là không dũa được. Mà tôi hay cảm tạ Chúa thiệt sự như thế anh chị em. Tôi ngồi tôi hay mỉm cười với Chúa, Chúa con cảm ơn Ngài. Bao nhiêu năm cuộc đời con tìm được cái dũa tuyệt vời. Dũa này là dũa là inox 502, 503, dũa này tuyệt vời. Thép này là thép tôi luyện ở trong lò, cực kỳ sắc bén, dũa một phát là trơn liền. Cho nên cho nên hãy kiên trì để cho mình được dũa, được rèn. Amen. Hãy xem những cám dỗ, những xung đột, những bất đồng như là công cụ của Chúa, để rồi mình được rèn luyện, mình được trưởng thành, mình được hoàn thiện hơn. Và đó là lúc, đã đến lúc Chúa phóng thích anh chị em. Phải chủ đề bài giảng hôm nay làm sao để giải phóng mình không? Đó là lúc Chúa phóng thích anh chị em. Khi Chúa phóng thích luôn anh chị em ra rồi, thì anh chị em bắt đầu có một khả năng bên trong để chạm đến thế giới thuộc linh, để nghe được trong thế giới thuộc linh, để thấy được trong thế giới thuộc linh, để rờ được, để ngửi được trong thế giới thuộc linh. Khi mà những giác quan của xác thịt này nó ngủ đi, nó bị mất cái tính gọi là năng động của nó đi, thì những giác quan thuộc linh anh chị em bắt đầu kích hoạt. Đó là nguyên tắc. Thường thì chúng ta nuôi dưỡng cái xác thịt này nhiều quá, cho nên những giác quan thuộc linh của mình bị che lấp đi, che lấp. Và đây là cách để cho chúng ta bước tới. Amen chị em. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, để giúp đỡ mỗi một chúng ta trở thành những người giống Chúa và có khả năng để nhịn nhục chịu đựng như chính Chúa, và cũng có khả năng hiểu biết để trở nên hoàn thiện và thánh khiết như Chúa, trở nên đầy tình yêu và đầy những cái động cơ tốt lành của Chúa cho bất cứ mối quan hệ nào mà Chúa đem đến trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo được một thương hiệu tốt cho danh của Chúa trên đất này. Chúng ta đi đến đâu, người ta nhìn vào con cái Chúa, người ta cũng nói được rồi, người này tin cậy được, người này làm việc cùng được, người này xứng đáng để làm bạn được. Đó là điều Chúa muốn, đó là điều Chúa muốn thấy. Nhưng chúng ta cần phải trải qua một quá trình
để đi đến cái kết quả. Thường thì muốn được một điều tốt, chúng ta phải đi qua rất nhiều điều xấu. Muốn đạt đến thành công, chúng ta phải đi qua khá nhiều những thất bại, đúng không chị? Muốn đạt được một cái gì đó tốt, chúng ta phải đi từ cái xấu này, cái xấu này, cái xấu này, mình lọc ra, xấu này mình lọc ra, lọc lọc lọc, và có thể 5 lần, 7 lần, 10 lần, 20 lần, 100 lần, và mình đạt được cái tốt. Cuộc sống nó là vậy. Để có được một người bạn tốt thì chúng ta phải dám kiên nhẫn để lọt đi những cái xấu xa vứt đi, để rồi chúng ta cuối cùng có được một người bạn tốt. Để có được một người chồng, người vợ tốt, chúng ta phải chịu rèn, chịu dũa, để rồi sau 5 tháng mình sống với nhau, mình trở thành những con người thật sự hiểu nhau và chung nhau đến cuối cuộc đời. Kết thúc thì luôn tốt hơn khởi đầu, có đúng không chứ? Kết thúc luôn tốt hơn khởi đầu. Có thể chúng ta nghĩ rằng khi mình mới lấy nhau, mình cực kỳ yêu thương nhau như thế này, nhưng mà sau 30 năm sống với nhau thì dẫn nhau ra tòa thì như không, có đúng không chứ? Nhưng mà có thể khi mình mới lấy nhau, mình va chạm bát đĩa đồ vỡ lung tung sắm bao nhiêu lần, giường chiếu đồ gãy các kiểu, nhưng mà rồi đến cuối cùng chúng ta lại đi với nhau đến cuối cuộc đời. Cái đó có quý không chị em? Quý hơn. Cho nên tôi nói anh chị em rằng để được cái tốt, chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái xấu, xấu 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 xấu, để mình bóc tách, tháo gỡ, và cuối cùng mình phóng thích chính mình. Phóng thích chính mình. Khi anh em đạt được đến cái chỗ phóng thích chính mình, anh em sẽ thấy mình tự do trong linh vô cùng. Anh em sẽ thấy mình gần Chúa vô cùng. Anh em sẽ thấy mình dễ dàng kết nối với Chúa vô cùng. Đừng để trong lòng của mình bị bất cứ một thứ gì ràng buộc, níu kéo vì mọi điều trong những mối quan hệ. Vì không ai trên đời này sống một mình cả. Không ai. Không ai. Người đó ít nhất phải có bạn bè, phải có người thân, phải có anh em, phải có vợ, có chồng, có ông bà. Và cuộc đời chúng ta được định cho chúng ta phải va chạm. Va chạm. Và cái va chạm đó giúp ích cho chúng ta cuối cùng được tự do. Amen chị em. Xin Chúa ban phước cho những lời này. Chúng ta đứng dậy cầu nguyện đó. Cảm ơn nha.